đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên nâng ly mà chúc mừng, chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Rộn ràng nhà ai à rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên nâng ly mà chúc mừng, chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Đường nào càng khó càng xa, tình càng thắm thiết mặn mà ai ơi. La 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 la. Yêu nhau nhớ mấy tiếng cười, nhớ khi hồi hộ, nhớ lời kết giao. Còn đường con núi con sông, còn mãi mãi mân đồng cho nhau. Chia nhau
sao cay đắng buồn vui, nắng mưa không ngại vẫn một lòng thủy chung. Dù cho gió bể đổi thay, mãi luôn suốt đời chẳng câu chia lìa. Bên nhau nên nghĩa đã vàng, giữ câu ân tình có bầu có tha. Đường dài nở những nụ hoa, rộn ràng câu hát đậm đà yêu thương. Mấy sông cùng lội, mấy đèo cũng qua. Đường nào càng khó càng xa, tình càng thắm thiết mặn mà ai ơi. La 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 la. Yêu nhau nhớ mãi tiếng cười, nhớ khi hồi ngộ, nhớ lời kết giao. Con đường, con núi, con sông, tình còn mãi mãi mặn nồng cho chia nhau cay đắng buồn vui, nắng mưa không ngại vẫn một lòng thủy chung. Dù cho dấu vết đổi thay, mãi luôn suốt đời chẳng câu chia lìa. La 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 la. Bên nhau đến nghĩa đã vàng, giữ câu ân tình có bầu có ta. Đường dài nở những nụ hoa, rộn ràng câu hát đậm đà yêu thương. La 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 la. Sao xuyến khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai. Đến một ngày nhìn anh, em hé cười, nụ cười xinh cho anh ngàn ước mơ. Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường, bối rối khi chợt yêu. Gần bên em, nhận ra em,
Biển Đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Anh hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp em. Tình em gieo ở cho mai một mùa hoa tên em đang tỏa ngát thương. Em mang theo trên đường đời tình em trong trái tim và em mong suốt đời. Em lớn gì anh ra trường còn vương nỗi nhớ đầy tìm về đây đi theo tà áo bay bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường bối rối khi chợt yêu gần bên anh nhận ra em. Biển Đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Em hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp anh. Tình em gieo ở cho mai một mùa hoa tên em đang tỏa ngát thương. Em mang theo trên đường đời tình em trong trái tim và em mong suốt đời. Xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Anh hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp em. Tình em gieo ở cho mai một mùa hoa tên em đang tỏa ngát thương. Anh mang theo trên đường đời tình em trong trái tim và em mong suốt đời. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Mây đôi buông mộng mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh mừng em nhé.
sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu.
rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo! Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Dài lâu, chúc mừng hạnh phúc,
lứa đôi. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chung cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chung nhau nặng nghĩa phu thê, chung nhau nồng ấm yêu. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười, mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chung cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chung nhau nặng nghĩa phu thê, chung nhau nồng ấm yêu thương. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười, mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ.
ngõ nhà ai kết đèn giàn hoa, phải chăng ngày cưới cô gái nhà bên? Ngoài sân rền vang tiếng pháo, người đi điều khoe sắc áo đến chung niềm vui. Đám cưới người ta sao thật là vui, kìa xem chàng trai đi đón nàng dâu. Bông hoa từ tay chú rể choàng lên người cô dâu mới làm lễ tơ hồng. Bao giờ đến ta kết hôn? Sao anh chưa lo dạm hỏi? Em đồng ý chưa? Đồng ý rồi. Hỡi em về dò ý mẹ cha, rồi anh đem chầu cau mai mối. Đứng trước ngày vui thấy lòng nôn nao, mình ba ngày nữa hỏi cưới làm chung. Mình không cần lo cưới lớn, chỉ trao lời nhau tuyên bố cùng kết duyên đời. Lòng anh khát khao tình yêu, thương em
hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng anh như cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Trân trọng và kính mến, niềm hạnh phúc hân hoan hôm nay của gia đình họ nhà trai nhà gái chúng tôi là lễ ăn hỏi, lễ đính hôn, và sau lễ ăn hỏi, lễ đính hôn là lễ xin cưới và đón dâu. Xin một người con gái đã trở về là dâu con sánh duyên cùng với chú rể thân yêu Quang Đại. Lần đầu tiên hôm nay, những người làm chương trình thay lời của gia đình họ nhà gái xin được chào đón toàn đại biểu của gia đình họ nhà trai, và cũng xin được chào đón với tất cả những tấm lòng nhiệt tình của các vị khách quý, quan viên gia đình họ nhà gái, tình làng nghĩa xóm. Hôm nay đi trở về đây cùng với tất cả gia đình chúng tôi, một lần nữa xin được kính mời toàn thể quý vị các bạn, chúng ta hãy tự nhiên ta cùng mời nước và sôi trầu. Đầu tiên là xin được mời hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tình yêu hôm nay là chú rể và cô dâu. Xin mời hai bạn sẽ cùng khởi thân lên tới sân khấu hạnh phúc hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị và toàn thể các bạn, trên sân khấu hạnh phúc và tình yêu hôm nay tại Tư Gia nên sinh ra người con gái thân yêu mang tên Phạm Thu. Đó là hai bông hoa đẹp nhất và hai bông hồng đẹp nhất đã nở và kết tóc xeo duyên trăm năm. Xin trân trọng được giới thiệu và xin mời quý vị chúng ta tất cả và tất cả hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng lễ đính hôn hôm nay. Và bây giờ những người làm chương trình cùng với chú rể cô dâu, xin mời các em sẽ cùng với người dẫn chương trình khẽ khẽ cúi đầu thay cho lời chào của hai em tới tất cả các vị khách quý hôm nay. Và bây giờ trân trọng được giới thiệu, xin được kính mời lời phát biểu trao lễ và lời giới thiệu thành phần của gia đình họ nhà trai, đó là ông trưởng đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai sẽ lên tới sân khấu. Xin kính mời gia đình họ nhà gái sẽ được nhận lễ. Xin mời hai ông sẽ khởi thân lên tới sân khấu và tình yêu. Tất toàn thể quan viên hai họ và toàn thể những người bạn chú rể cô dâu trân trọng và kính mến, niềm hạnh phúc trở về trăm ngàn loài hoa để đưa nhau nở rộ. Các cụ nói rồi, gần thì chẳng bén mà duyên cho, xa xôi cách mấy đoạn đường cũng đã qua. Vẫn biết rằng tình yêu là thế đó, để hôm nay tình yêu đôi bạn trẻ đã chín mùi, con đã về thưa với mẹ với cha. Và hôm nay chúng con là con một nhà, hạnh phúc này hôm nay đã nở hoa cùng với tất cả những mâm sính lễ đủ đầy. Gia đình họ nhà trai chúng ta từ quê hương Mê Linh Vĩnh Phúc, nay thuộc vào thành phố Hà Nội, trở về miền quê hương thành phố Hải Phòng, trở về miền quê hương Vĩnh Bảo, và nhất là trở về với xã Cao Minh thân yêu nơi có chàng trình Nguyễn Bình Khiêm. Đó là niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi được đón tất cả các vị khách quý. Cho phép người làm chương trình trân trọng được giới thiệu đứng ở bên cạnh của chú rể thân yêu, đó là bác trưởng đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai, một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để chúc sức khỏe và cảm ơn ông. Bên cạnh của cô dâu thân yêu, đó là ông trưởng đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái, một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn và chúc sức khỏe cho gia đình và ông. Sau đây những người làm chương trình trân trọng được kính mời lời phát biểu trao lễ và cũng là lời giới thiệu thành phần của gia đình họ nhà trai, và có đôi lời cảm ơn tới gia đình nhà gái, đó là bác trưởng đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai thân yêu. Xin kính mời. Kính thưa các cô, các ông, các bà, thân bằng quyến thuộc,
họ nhà gái. Kính thưa quan viên gia đình hai họ, thưa bạn bè thân hữu gần xa của hai cháu, trước tiên cho hai gia đình chúng tôi xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, lời tri ân sâu sắc nhất. Quý vị đã không quản ngại khoảng cách địa lý, bớt chút thời gian quý báu hiện diện trong ngày hôm nay tham dự buổi kết nghĩa xuất giá tòng phu của cháu Phạm Thu và Quang Đại. Kính thưa tất cả quý vị, nhân tiết năm đẹp tháng tốt ngày lành được sự chấp thuận và nhất trí của hai gia đình chúng tôi, hôm nay chính thức làm lễ kết nghĩa xui gia hai gia đình, đồng thời đưa cháu Quang Đại về làm con, làm cháu của song thân ông bà và làm rể của dòng họ Phạm. Kính thưa quý vị và gia đình nhà trai chúng tôi cũng xuống đến đây là xin cháu Thu con đầu về làm dâu trưởng gia đình chúng tôi. Kính thưa quý vị và cháu Thu sẽ làm con làm cháu trong dòng họ Trương. Hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có thiết lễ xính lễ mang theo đến đây kính dâng lên tiên tổ gia tiên họ nhà gái, đồng thời làm lễ kết nghĩa phu thê cho cháu Đại và cháu Thu, kính dâng lên họ nhà gái để tỏ lòng đền đáp công ơn ơn nghĩa sinh thành cha cháu Thu và dưỡng dục, để cảm ơn gia đình nhà gái đã dày công dưỡng dục cháu Thu trở thành dâu hiền và cháu Đại trở thành rể thảo. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể quan viên gia đình hai họ, gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn xin cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của gia đình họ nhà gái và quan viên gia đình hai họ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời nói thật là đầy đủ ý nghĩa của bác trưởng đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai. Quý vị vừa rồi có nghe thấy bác nói một câu gì không ạ? Những người làm chương trình hôm nay có một câu bác nói rất hay: xin một người con gái đầu trở về làm con dâu trưởng. Phải chăng tất cả hai bạn chúng ta đều là con đầu của gia đình họ nhà trai nhà gái? Một tràng tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Và tiếp tục chương trình hôm nay, cho phép trân trọng được giới thiệu và xin kính mời lời phát biểu nhận lễ và cũng là lời cảm ơn của ông trưởng đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái thân yêu. Kính thưa các quý ông, các quý bà đại diện cho muôn họ, kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các cô bì, chú giác, bác, các quý khách gần xa và bạn bè thanh niên nam nữ của cháu Phạm Thu và cháu Quang Đại. Các cụ ta thường nói trai lớn thì dựng vợ và gái lớn thì gả chồng, đó là quy luật luật tất yếu của con người. Sau một thời gian dài công tác giữa cháu Thu và cháu Đại, hai cháu đã trưởng thành và tự đến với nhau, cùng nhau tìm hiểu
tâm đầu ý hợp. Hai cháu đã ước nguyện trở thành vợ chồng sống mãi bên nhau. Vì vậy hai cháu đã về trực tiếp báo cáo với hai bên gia đình, giữa nhà trai cũng như nhà gái, và được sự nhất trí của hai bên gia đình, giữa nhà gái cũng như nhà trai, và đã thông qua hai chính quyền xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nơi nguyên quán của cháu Phạm Thu, chính quyền nơi thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, nơi nguyên quán của cháu Quang Đại. Vì vậy hai bên gia đình đã thống nhất họp bàn chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ vu quy cho hai cháu nên vợ thành chồng theo đúng ước nguyện của các cháu. Đó là ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2020, tức là ngày 19 tháng 8 năm Canh Tý. Được sự ủy quyền của ông bà Trình Hát, sinh ra cháu Thu, tôi được hát đại diện cho gia đình. Xin công bố, từ giờ phút này cháu Đại đã chính thức là con cháu của gia đình chúng tôi. Đấy. Và xin kính chúc các quý vị, các ông, các bà một lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, một cuộc sống an khang và thịnh vượng. Và xin kính mời các cụ uống nước, hút thuốc, chơi trầu, và chúng ta hãy nổ một tràng pháo vỡ tay thật giòn để chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Xin chân thành cảm ơn. Mời hai ông trưởng đoàn hãy lán lại sân khấu ít phút nữa để cùng minh giám và cùng là để trao những món quà và cũng như là một niềm sinh lễ hôm nay. Và bây giờ thì tất cả chúng ta đều biết là đã được nhìn thấy trên sân khấu lúc này là bố mẹ thân yêu của con dâu và người mẹ thân yêu của chú rể, và hai ông trưởng đoàn và cùng với hai người con, đó là hai bông hoa đẹp nhất tình yêu lứa đôi. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc trăm năm và trăm năm hạnh phúc. Và bây giờ thì những người đọc chương trình trân trọng được giới thiệu và xin mời đầu tiên là người mẹ thân yêu của chú rể và người mẹ thân yêu của cô dâu. Xin được kính mời hai bà sẽ dần dần để tiến đến những mâm sính lễ đủ đầy hôm nay. Xin được kính mời. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son lối duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, miếng cao, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau. Tình đắm duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay.
nước vui Sài Gòn trong niềm vui hạnh phúc hân hoan của đứa đời. Xin mời. Lát bánh đầu tiên là để cảm ơn toàn thể quý khách hôm nay. Lát bánh thứ hai là để cảm ơn bố mẹ sinh thành ra đôi ta. Và lát bánh cuối cùng ở tầng cao nhất đó là chúc mừng hạnh phúc cho hai em, trăm năm hạnh phúc trọn đời nghĩa phu thê. Và bây giờ thì xin mời hai em một lần nữa tiến đến thắp ly tình yêu. Chú rể cô dâu sẽ khai ly rượu để chúc mừng hạnh phúc cho tình xưa của chúng mình hôm nay. Ly rượu đỏ như một dòng máu đỏ, dòng máu từ con tim hai bạn và dòng máu hạnh phúc của đứa đôi. Đúng 9 giờ kém 5 phút là gia đình họ nhà trai chú chim bé đón dâu. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chú rể cô dâu sẽ tặng rượu cho nhau. Và xin mời hai em đào ta cùng tiến ra chính giữa sân khấu ạ. Tay trong tay, vai kể vai, để ta cùng gần hơn nữa cho ly rượu này gần môi hơn. Nào, ly rượu ra môi của hai bạn. Xin chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Thật hạnh phúc, xin được cảm ơn. Và xin mời ban lễ tân cùng với mâm lễ lại mặt lại quả của gia đình sẽ chuyển ra để cùng trao cho người mẹ thân yêu của cô dâu. Xin được mời trao cho người mẹ thân yêu của chú rể. Gia đình họ nhà gái đã đón nhận tất cả mâm sính lễ đủ đầy của đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai và đã kính dâng lên gia tiên và thắp hương kính cáo gia tiên. Đây là mâm sính lễ lại mặt, đó là món quà và cũng là niềm hạnh phúc của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Và bây giờ thì xin mời đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai sẽ tiến ra đây vị trí đẹp nhất mà các bà các ông đã chuẩn bị để cùng với mâm sính lễ xin cưới và lễ đón dâu. Gia đình họ nhà trai và nhà gái sẽ cùng đứng trước hàng hiên của gia đình họ nhà gái để cùng nhận những sính lễ, đó là sính lễ xin cưới, một sính lễ quan trọng nhất của người Việt Nam thân yêu chúng ta. Đầu tiên là ông trưởng đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai thay cho người bố thân yêu của chú rể trên trao cho người bố thân yêu của cô dâu mâm sính lễ xin cưới. Xin kính mời ông sẽ đứng xung bậc hàng hiên dưới. Đấy, hai ông đỡ tay dưới đi để các đồng chí phóng viên được chân ghi lại cho mình kỷ niệm. Và người mẹ thân yêu của hai ông đứng nguyên như thế cho đẹp, hai ông đứng nguyên như thế nhá. Người mẹ thân yêu của chú rể với mâm sính lễ đó là cháp đỏ sẽ trao cho người mẹ của cô dâu. Xin mời bà sẽ trao cho người mẹ của cô dâu. Hai bà đứng vào cái chỗ khe giữa của hai ông đấy, tấm hình này mới là đẹp này đấy. Quá đẹp phải không ạ? Rồi. Xin mọi người hãy đứng lại một tí nữa, lắng lại chút nữa, cho phép gia đình hoặc nhà gái tôi có đôi lời phát biểu ngay tại hàng hiên. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác cùng các quý khách gần xa có mặt tại hôn trường nhà gái hôm nay. Đúng là hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2020, tức là ngày 19 tháng 8 năm Canh Tí. Phái đoàn nhà trai đã mang một cái lễ và lễ xin cưới và là đón dâu từ thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trở về với gia đình nhà gái họ chúng tôi tại xã Cao Minh, huyện Bảo, thành phố Hải Phòng để đưa lên để báo cáo với gia tiên và báo cáo với các cụ, các ông bà để cho phép thôi được thay mặt cho nhà gái. Tôi xin công bố từ giờ phút này là anh Quang Đại đã chính thức là con rể là của ông bà Trình Hát của nhà chúng tôi và là con cháu của dòng họ Phạm chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng tất cả các khách và chúc các ông bà mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc một
của chúng an khang và thịnh vượng. Và chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để mừng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời chú rể sẽ cùng trở vào phòng loan, phòng the, phòng phường của cô dâu để tặng hoa, trao hoa và đón người vợ thân yêu của mình cùng với tất cả những mâm xin lễ này, và bố mẹ thân yêu và hai bác sẽ đến thắp hương kính cáo gia tiên trong mâm lễ xin cưới. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Trước khi em bước lên xe hoa trở về nhà chồng làm dâu, kính thưa toàn thể quan viên hai họ, quý vị thấy chưa, cô dâu bây giờ đẹp như một công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra, đẹp chưa? Nếu đẹp quá thì mọi người hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Rồi chú rể cô dâu nở nụ cười, có lẽ hôm nay là chú rể cười tươi nhất. Tôi thấy là bạn đã toát môi rồi, nhưng đâu sao, tí để làm xe để có máy lạnh phải không ạ? Không sao ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều và xin chúc mừng. Trước khi con bước xe hoa trở về nhà chồng nằm sâu, bà, mẹ, anh em sẽ có những món quà kỷ niệm để tặng với con, tặng với cháu. Trân trọng được giới thiệu, đầu tiên là con xin được kính mời người bà của cô dâu, đó là bà ngoại, hãy đến sân khấu để bà tặng các con, các cháu. Bà sao đây ạ? Bà tặng với các cháu những món quà kỷ niệm để nhớ đến nhé, một ngày hạnh phúc cháu bước lên xe hoa trở về nhà chồng nằm sâu. Vâng. Thế bây giờ đây cháu muốn là bà đứng giữa. Thu ôm là sau lưng bà đi, cho tình cảm bà cháu. Được chưa? Thế xin được cảm ơn, con cảm ơn bà. Xin mời bà tiếp tục trở vào xe nào, món quà gì to thế này. Rồi, của thì ít lòng thì nhiều đúng không? Con bước xe hoa trở về nhà chồng nằm sâu. Bà đã trao để tặng với con, với cháu. Mẹ cũng sẽ tặng với con. Để hôm nay thì con thế này là con xin tặng mẹ một người dâu hiền, con xin tặng cha một người dề thảo. Từ đây chúng con đã là của nhau, từ đây chúng con nên chồng thành vợ. Và bố mẹ thân yêu vẫn là cây đa cây đề, cây đại thụ cho chúng con che bóng mát hạnh phúc tình yêu. Một tràng pháo tay thật lớn của tất cả mọi người để cảm ơn người mẹ thân yêu của cô dâu đã và đang trao cho các con những món quà kỷ niệm hôm nay. Xin được chúc mừng. Xin được mời ông bà sẽ lắng lại để chờ một cọc út lên tặng với món quà kỷ niệm cho anh chị. Xin mời người em trai của cô dâu. Xin được cảm ơn. Đây là người em trai thân yêu của cô dâu. Người ta nói rồi ạ, anh em thì như thể tay chân. Hôm nay chị bước xe hoa trở về nhà chồng làm dâu, về một cuộc sống mới và hạnh phúc mới, và cũng như là về với ngôi nhà mới. Thì hôm nay em vẫn có quà kỷ niệm để tặng với anh chị, và đó là kỷ niệm ngày hạnh phúc thiêng liêng. Ngày chị chung đôi là ngày em hạnh phúc nhất và cũng là vui nhất. Nào, đại gia đình chúng ta sẽ đi sáng vào. Tươi bên người
Kính thưa quan viên gia đình hai họ, giờ tốt đã đến, gia đình họ nhà cha chúng tôi xin kính mời toàn thể quan viên gia đình hai họ đồng hành cùng hai cháu Đại và Thu về làm lễ bái đường tại tư gia song thân nhà trai tại số 10 tổ dân phố số 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Gia đình nhà trai chúng tôi cũng xin trong lúc gia đình nhà chúng tôi làm lễ xui gia ăn hỏi đón dâu, nếu có điều gì sơ sót xin quý vị lượng thứ. Giờ này chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng đồng hành về gia đình nhà trai chúng tôi để làm lễ bái đường cho hai cháu và tham dự bữa tiệc chung vui, cùng nâng chén rượu mừng chúc phúc cho hai cháu Đại và Thu được bách niên giai lão. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng xin được cảm ơn. Người mẹ của cô dâu có món quà gì ạ? À, đây là cái lễ đen của gia đình họ nhà trai. Thế nhưng mà gia đình họ nhà gái mình là nhận một chút lòng thành, sau đó sẽ lại tặng lại cho hai con làm viên gạch đầu tiên trên cuộc đời. Đấy con nhận lấy. Đấy, tặng hai con, đúng không? Đấy, rồi. Một chồng rất là lớn nữa. Vâng, tổ tiên nhận rồi, bố mẹ nhận rồi, vâng ạ, nhưng bây giờ là tặng lại hai con. Và đã đến giờ thanh long hoàng đào, xin mời chú rể cô dâu bước cái thềm hoa trở về nhà chồng làm dâu. Thank you.
trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay, san pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vôi kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chán chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trở sang sông, bén duyên thì em phải đi lấy chồng. Đó cũng là một quy luật tự nhiên trong cuộc sống mà ai ai cũng mong muốn có được một tình yêu trọn vẹn. Cô dâu chú rể của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật đó, trải qua những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, những buồn vui trong cuộc sống. Mà ngày hôm nay hai bạn đã quyết định nắm tay nhau đi đến cuối con đường nơi có đầy hoa thơm trái ngọt và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở cặp giai nhân tân hôn của ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, được sự cho phép của chính quyền hai địa phương, được sự đồng ý nhất trí của đôi bên gia đình, hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2020, tức ngày 19 tháng 8 năm Canh Tý, tại đại gia đình họ trai ông bà Phúc Thật, long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn chúc mừng phúc cho cô dâu chú rể. Vậy giờ phút này đại gia đình họ nhà trai đã chọn ra được giờ vàng, giờ ngọc, giờ hoàng đạo để ban tổ chức xin phép được tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Quang Đại sánh duyên cùng cô dâu Phạm Tu. Phạm Tu Quang Đại chính thức được. Các cụ vẫn tưởng có câu nói rằng qua sông thì phải có bến có đò, mà nuôi con khôn lớn thì phải dặn dò đôi câu để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ còn được về lâu về dài. Ngay sau đây trân trọng giới thiệu và kính mời một vị trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu và những lời trao dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý khách gần xa và bạn bè thanh niên nam nữ của cháu Quang Đại và cháu Phạm Thu,
Qua quá trình công tác rất dài, hai cháu Phạm Thu và Quang Đại tuổi đã trưởng thành, các cháu tự tìm đến với nhau, cùng nhau tâm sự tìm hiểu, tâm đầu ý hợp. Hai cháu đã ước nguyện trở thành vợ chồng sống mãi bên nhau. Hai cháu về trực tiếp báo cáo với hai bên gia đình giữa nhà trai cũng như nhà gái và được sự nhất trí của hai bên gia đình giữa nhà gái cũng như nhà trai. Phần nhất là được sự nhất trí cao của chính quyền địa phương hai cơ sở là xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Vì vậy, hôm nay hai bên gia đình đã nhóm họp và bàn chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu nguyên vợ thành chồng theo đúng nguyện vọng của các cháu. Đó là ngày hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2020, tức là ngày 19 tháng 8 năm Canh Tý. Vì vậy, hôm nay phái đoàn trai chúng tôi, nhà gái chúng tôi lên đây là có những thành phần bố của cháu Thu, tức là ông Phạm Đình Trình là bố đẻ của cháu Thu. Cái tiếp, tôi là ông chú ruột của cháu là đại diện cho gia đình. Thứ ba là bà ngoại là của cháu Thu. Thứ tư là ông chúng tôi thường gọi ông trẻ và chúng tôi là đại diện cho bố mẹ của tôi. Thứ năm là ông bác Phạm Đình Nhuận là trưởng họ và tất cả bà con cô bác bá dì chị em của cháu Thu cùng lên đây. Thứ nhất hôm nay lên đây để gọi là đưa cháu lên về đây làm dâu con của ông Phúc và bà Thật và là vợ của cháu Quang Đại tại thị trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Trước tiên tôi xin báo cáo các cụ, đầu tiên tôi được kính chúc tất cả các quý vị đại biểu được một sức khỏe mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Các cụ, cháu Thu tuy tuổi có đã trưởng thành nhưng công việc làm ăn của cháu thì còn rất bỡ ngỡ, nhất là quê đất lề quê thói như ở thị trấn Quang Minh thì cháu lại càng bỡ ngỡ. Vì vậy gia đình chúng tôi cũng mong được các cụ, các ông, các bà, ông Phước và bà Thật và nhất là anh con Đại thì kèm các cỏ Thu để sớm trở thành gọi dâu thảo của các cụ mà là vợ hiền của anh Quang Đại. Một lần nữa xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà cho phép tôi chân thành cảm ơn các cụ ông bà và kính mong ông bà mời nước sôi trầu và chúng ta hãy nổ một tràng pháo vỗ tay để chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc trọn đời với nhau. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, những quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến với những lời phát biểu vô cùng tuyệt vời. Vâng, những lời trao và gửi vàng của bế trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc họ nhà gái ngày hôm nay vô cùng xúc tích và trọn vẹn. Thưa quý vị thân mến, lúc là đất thì có lễ mà quê thì có tục, có đón thì mới có đưa, có trao thì mới có nhận. Vừa rồi là nghi lễ trao dâu với trưởng đoàn đại diện của họ nhà gái. Ngay sau đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc họ nhà trai sẽ có đôi lời nhận dâu đắc từ và cảm ơn. Thưa quý vị, trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và thân bằng quyến thuộc gia đình hai họ. Kính thưa quan viên gia đình hai họ. Kính thưa bạn bè thân hữu gần xa của hai cháu Đại và Thu. Hôm nay hai gia đình chúng tôi chính thức làm lễ kết nghĩa phu thê giữa cháu Đại và cháu Thu. Tất cả cảm ơn toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc hiện diện tại hôn trường ngày hôm nay cùng chúc phúc cho cháu Đại và cháu Thu được trăm năm hạnh phúc. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn gia đình nhà gái đã trao cho gia đình nhà trai chúng tôi một cái trọng trách là tiếp nhận cháu Thu chính thức từ giờ phút này bái đường và trở thành dâu con dòng họ Trương và con cháu song thân của ông Phước và bà Thật. Kính thưa quý vị, gia đình họ nhà trai chúng tôi cả hai bên không biết nói gì hơn, xin kính chúc toàn thể quý vị hiện diện ở đây ngày hôm nay và gia đình dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc
và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, đúng là bên gái thì hân hoan mừng rể thào, mà bên trai phấn khởi đón dâu hiền. Dâu hiền thì nên gái, mà rể hiền thì nên trai. Từ nay cô dâu Phạm Thu sẽ bước chân về làm dâu con họ nội, còn chú rể Quang Đại sẽ bước chân về họ ngoại làm con. Tình nghĩa thông gia hai nhà như một, gắn bó keo sơn đến muôn đời. Và xin trân trọng cảm ơn hai vị trưởng đoàn, mời hai ông sẽ dành cho nhau một cái bắt tay thật đồng nhiệt để kết tình thông gia hai nhà như một. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ đổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai bên gia đình đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, đúng là con người thì có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới bể nặng sông sâu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, sinh ra phải có ông bà tổ tiên. Và xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ cho phép và hướng dẫn cô giống rể vào bên trong gia đình thắp hương gia tiên ạ. Trân trọng kính mời. Ô vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tươi chúc cô dâu hiện nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xưng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng về cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Tôi với anh đây làm xuôi, ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay xuân họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương tròn đời câu sắc son nào phai. Chào đón sự quay trở lại của chú rể Quang Đại và cô dâu Phạm Thu. Trân trọng kính mời hai bạn sẽ di chuyển ra tại trung tâm sân khấu để một lần nữa ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách quý. Thưa quý vị thân mến, đúng là chim khôn thì đầu nóc nhà hoang, mà trai khôn tầm vợ, gái ngoan tầm chồng. Hôm nay sẽ sởi chỉ hồng, chúc cho hai bạn được mận nồng bên nhau, như mẹ kia ôm lấy thân cau, mà vôi kia phải có
món lá trầu mới ngon, để đầu năm sẽ sinh cậu cu con, miệng cười giống mẹ còn mắt tròn lại giống cha, còn làn da thì trắng nõn trắng nà, cái tính cái nếp sẽ phải giống bà giống ông. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, rất diện diện quý vị ngày hôm nay, những ánh mắt nụ cười quý vị gửi lên sân khấu cũng là những món quà thật là ý nghĩa, và cô dâu chú rể vô cùng hài lòng với sự nhiệt tình của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay đã trở về để tham dự bữa tiệc long trọng nhất của đôi bạn trẻ, và đặc biệt để chúc mừng cho đôi bên gia đình. Thưa quý vị thân mến, và chú rể Quang Đại giờ phút này đã sẵn sàng cầm một kỷ vật vô cùng thiêng liêng ở trên tay để sẵn sàng trao cho người vợ phạm tu nhỏ nhắn xinh xắn yêu quý của mình trong ngày hôm nay ạ. Xin mời chú rể Quang Đại sẽ là một màn cầu hôn vâng lãng mạn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để quý vị được chứng kiến được không ạ? Vâng, xin mời chú rể sẽ trao nhận cho cô dâu một cách nào mà chú rể thấy thoải mái nhất ạ. Chiếc nhẫn trao tay là hàng ngày đáng nhớ. Chiếc nhẫn tuy nhỏ bé còn con nhưng ý nghĩa thì lại vô cùng to lớn. Được ví như nước, như non, như trời, như biển. Ta được đeo vào ngón tay giáp hút của cô dâu Phạm Thu. Và giờ phút này cô dâu Phạm Thu cũng sẽ đeo vào ngón tay giáp hút của chú rể Quang Đại, là người chồng đẹp trai phong độ nhất trong đám cưới ngày hôm nay, là bờ vai vô cùng vững chắc để cô dâu dựa dẫm suốt cả cuộc đời này cho dù buồn vui. Thưa quý vị, nhẫn đã trao rồi và đại gia đình hai bên cũng đã công nhận cô dâu chú rể là con là cháu trong gia đình. Cho tôi mượn bó hoa được không ạ? Anh cho em mượn bó hoa. Thưa quý vị có biết rằng là Hải Yến mượn bó hoa để cô dâu chú rể tiện làm gì không ạ? Hôn. Hôn đúng không ạ? Còn xin phép các cụ ạ, với các cụ ở trong nhà, và xin được khuyến cáo các em nhỏ và từ dưới 16 tuổi là nhắm mắt lại đó ạ, không được nhìn hôn đâu. Tất cả quý vị chúng ta sẽ vâng ạ, chuẩn bị chạm pháo tay thật lớn ạ. Khi nào chạm pháo tay quý vị rất thì nụ hôn mới được thôi ạ. Xin mời cô dâu Phạm Thu sẽ tìm điểm nào cứng nhất và chắc nhất của chú rể Quang Đại ạ. Đố bạn biết ở đâu? Răng không chắc đâu ạ. Xin mời cô dâu ạ. Cô dâu cũng nghĩ xem là mọi ngày hôn nhau thì hay để ở đâu ạ. Vâng, xin mời cô dâu lên bờ vai của chú rể Quang Đại ạ. Chỗ đó là chỗ mà cô dâu dựa dẫm cả cuộc đời, kể lúc vui những lúc buồn. Xin mời hai tay của cô dâu ạ. Và chú rể sẽ tìm điểm nào nhỏ nhất và mềm nhất của cô dâu Phạm Thu đúng không ạ? Nhỏ nhất là vòng eo 60 của cô dâu. Thưa quý vị, và cô dâu chú rể sẽ thả lỏng cơ thể, và cô dâu Phạm Thu chỉ việc nhắm mắt lại để hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Tôi nghĩ rằng là buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên. Chính vì vậy mà cô dâu chú rể phải làm hết sức hôn như mọi khi, cho có hôn như chưa bao giờ được hôn, được không ạ? Quý vị chúng ta chuẩn bị cho có tay chưa? 3, 2, 1, xin mời những chàng có tay đâu ạ? Hôn vào đâu đấy ạ? Vâng, nhà như vậy, nhờ vâng chụp lấy kiểu ảnh này thật nhanh nhá.
cháy bỏng. Thật thì nghe con thơm khiến cho tất cả các con mắt phải xoe tròn. Everybody get groove on. Tiền.